Dâu 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 và con sâu, chào mừng năm, chào anh em quay trở lại cùng MNG trong series bình luận PK lên server. Và đây MNG đến từ server Taiwan anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ cơ bản classic của server Taiwan. Đừng quên bao giờ ngày của chúng ta 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em quý mình hãy like và subscribe kênh DM YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao em. Luôn được cập nhật đăng tải update thường xuyên trên này. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho MNG. Một thông tin khá buồn, mình chả hiểu con bỏ mẹ tại sao cái app QQ của mình nó bị mất rồi anh ạ. Có nghĩa là không xác minh được cái tài khoản QQ để vào game nữa. Thế nhưng lại chả hiểu ra đang nào, đang yên đang lành anh em nhá, tự nhiên nó bắt bảo đăng nhập vào rồi nó bảo là update cái QQ lên, QQ cái phần mềm chat ấy, giống như kiểu Zalo với cả giống như Zalo của chúng ta ấy. Nó bắt bảo update phiên bản mới lên. Thế tải phiên bản mới về thì nó lại không chạy được. Thế bây giờ vào cái cứ bắt xác minh nọ xác minh kia. Bây giờ chịu rồi, coi như mất cái app server QQ thì anh em không hiểu kiểu gì nữa. Chắc là này, anh em nào ai có app nhất lanh quanh nhất bán lại cho mình cái app, hoặc là có cái tài khoản QQ hay WeChat á, có thể cho mình ấy, để thỉnh thoảng còn vào để kiếm mấy cái highlight, đăng clip lanh quanh hoặc là làm clip bình luận. Chứ bây giờ tự nhiên mất app QQ rồi, chịu chết, không biết làm nào. Lấy đâu server để chơi nữa anh em, mà server QQ, server gốc, server mẹ để chúng ta có thể chơi được, server bên China. Bây giờ mất rồi thì chịu rồi. Bó tay thật mẹ cái bọn Trung Quốc. Tài khoản suốt ngày bắt xác minh lên xác minh xuống. Chả hiểu cái nào, cái app QQ mình mua từ ngày xưa lâu lắm rồi. Cái đây phải mấy năm anh ạ, ngày xưa mua 100.000 cái app ấy, dùng lâu phết và tự nhiên bây giờ bắt xác minh. Bỏ mẹ ra thì nhắn tin với số điện thoại rồi còn không đúng thế nọ đi kiểu ôi hồ nó lằng tằng nhằng. Rồi bỏ. Chịu thật, không hiểu kiểu gì. Bó tay thật. Buồn anh em ạ, buồn thật sự. Rồi, chiến đi anh em ơi. Chiến thôi anh em ơi, cùng đến game đấu đầu tiên nào. Athena xem 181 sẽ đối đầu tiên của chúng ta. Game đấu đầu tiên, chế độ kế thừa bình thường. Mary, Elizabeth và Perry vậy, ít nhất có một đam đã anh em nhé. Ít nhất thì tạm thời chúng ta có một đam đã. Và nét Lee, chế độ kế thừa đánh bình thường thôi mà nhé. Elizabeth Perry xem nào. Lin là thải nó tí độc vậy nha. Tí chất độc vậy. Bơm lin trước nha nhà nhá. Bơm lin trước, bơm lin vẫn đầu. Chắc chúa phết đấy chứ có choáng nhỉ. I won't pass alone. It's okay.
Đến cái đấu tiếp theo này. Rio của xe 190. Undercut My Robert Gregorit. Kèo này undercut vẫn uy tín nhỉ. Này. Con này kia nó sẽ đút thành beta quá.
ta lấy rồi nhưng nó không nút vào. Xuống thì mày làm gì được tao? Hừ, bây giờ mày làm gì được tao? Tao đánh tao chỉ đánh thường thôi. Nghệ nhân nó phải thế chứ nhỉ? À, chết nộ luôn mà đứng nhau. À, như nào? Trời ơi, như nào? Ôi, tao nhìn ba con giảm nộ thích con nào được? À, thế thì tao phải dùng tuyệt kỹ là gì? Tao đánh thường này. Thế thôi, chả làm gì cả. Ừ, tôi đánh thường thì ông làm gì được tôi? Tôi đánh thường đánh bát thì ông làm gì được tôi? Đó. Ông làm gì được tôi? Ông làm gì được tôi? Ăn được cắt thì nào? Ăn được cắt nó vẫn phải nghệ đúng không anh em? Ăn được cắt không nghệ thì cơ mà bịp à? Cắt với chúng tôi à? Cùng đến game đấu tiếp theo nào. Đại đế Isla, đại đế rồi nha, những kiểu hèn.
trước để thằng hen để không chỗ dựng võ gì. Bay màu không chịu được, đúng không? Mặc dù Isla có giảm độ nhưng mà gặp combo
của robot với cả đại đế, robot lại bút nội đại đế rồi, chả chạy đâu được, cũng khó đúng không? Ok đấy, cái link này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em cái link tiếp theo nhé. See you again, thank you.